Chào tất cả các anh chị và các bạn. Thì trong một loạt các video vừa qua thì đã đồng hành cùng với anh chị rồi. Trong video clip tiếp theo này mình sẽ hướng dẫn anh chị một loạt các cái tính năng của Canva mà anh chị có thể làm được. Đó là ví dụ anh chị có thể thiết kế được video trên Canva luôn, đúng không ạ? Thì anh chị có thể tìm hiểu thêm, ví dụ ở đây là những cái video trên Canva thì được thiết kế như thế nào. Ví dụ mình lấy một cái demo đi. Thì nó có rất nhiều cái mà có thể được thiết kế trên Canva này, nó giúp cho những người mà không rành về mặt thiết kế vẫn có thể thiết kế được, đúng không ạ? Đây là những cái video nó chạy như thế này, đúng không ạ? Nó chạy như thế này, làm thế nào để anh chị có thể, và khi mà chị lưu file về đây, khi mà chị lưu file về, anh chị thấy 1 phút này, anh chị lưu file về thì anh chị có thể chọn được là gì nè, cái dạng hình thức là video để anh chị có thể lưu được, đúng không ạ? Ví dụ anh chị chọn hình 1 để anh chị download về thì cái hình ảnh anh chị nó được lưu như dạng video. Tức là Canva nó không chỉ có hình ảnh mà có cả video nữa, được không ạ? Và chúc cho anh chị là gì nè, ứng dụng cái công cụ này một cách hiệu quả vào cái hoạt động online của mình sắp tới, đúng không ạ? Và rất cảm ơn tất cả các anh chị đã tham gia cái khóa học này. Và nếu anh chị cảm thấy có cái điều gì đó hay và bổ ích, và anh chị đã ứng dụng được cái điều gì thì có thể comment ở số bên dưới những lời cảm nhận khi anh chị thực hiện xong những cái ấn phẩm của mình, đúng không ạ? Để mình có động lực làm thêm nhiều cái video hơn nữa. Và xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở các cái video tiếp theo, đúng không ạ?